Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi tìm ra ngày vàng tháng 9 âm lịch cực chính xác, tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, may mắn ngập trời, làm ăn trúng lớn, có 100 tỷ gửi tiết kiệm, tiền tiêu phủ phê, giàu có khó ai sánh bằng. Người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 thuộc mệnh quả thiên thượng quả, lửa trên trời. Những người tuổi Mậu Ngọ là người lạc quan, họ có tinh thần trách nhiệm cao, với những đặc điểm dễ gần, tốt bụng, hữu ích. Vì vậy họ dễ dàng kết bạn với người khác, và họ chắc chắn là một người bạn đáng tin cậy. Họ là những người trung thực, có thể công bằng chỉ khi hòa hợp với người khác. Tuy nhiên, họ là người nóng tính và hơi thiếu kiên nhẫn. Điều này luôn khiến họ bỏ cuộc giữa chừng. Họ rất tự hào và thậm chí tự phụ để thừa nhận nhược điểm của họ. Họ cũng phàn nàn về sự bất hạnh của cuộc sống rất nhiều, có ý kiến cho rằng họ nên sống trong hiện tại và cố gắng hài lòng với tình hình hiện tại. Những người tuổi Mậu Ngọ thuộc hành quả nên họ có tính cách sôi nổi và tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết. Họ có thể làm việc, học tập cả ngày không biết mệt, vì con người họ luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Hăng hái, tinh thần lạc quan của họ sẽ truyền cảm hứng tới mọi người xung quanh. Họ luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác một cách vô tư, không hề mong nhận được sự đền đáp. Chính trực và thẳng thắn là những đặc điểm tính cách thường thấy ở những người tuổi Mậu Ngọ. Họ tuyệt đối không bao giờ thực hiện những điều mờ ám khuất tất. Họ sẽ cố gắng tránh xa những con người gian xảo, giả tạo. Đối với họ, tình bạn phải được tạo dựng trên lòng tin tưởng và sự tôn trọng lẫn nhau. Họ sẽ chỉ đối xử hào phóng và độ lượng với những người bạn chân thành. Người tuổi Mậu Ngọ thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Họ sẽ không ngại chi để trưng diện cầu kỳ, trang điểm đẹp đẽ để thu hút được sự quan tâm của mọi người xung quanh. Họ yêu thích sự tự do, phóng khoáng, ghét bị trói buộc trong những khuôn khổ. Tài sản nghề nghiệp tổng thể của những người tuổi Mậu Ngọ là tốt. Sự thông minh và siêng năng của họ sẽ dễ dàng được đánh giá cao bởi các giám sát viên. Vì vậy, họ có nhiều cơ hội hơn để được thăng chức. Họ biết cách sử dụng các nguồn lực xung quanh để phát triển sự nghiệp. Vì vậy, họ có thể dễ dàng trở thành người quản lý của công ty. Ngọn lửa có một may mắn là rất giàu có. Họ có thể kiếm được mức lương đáng kể từ công việc, và may mắn đầu tư của họ cũng đủ tốt. Họ sẽ gặp một số chuyên gia để giúp họ. Vì vậy, thật dễ dàng để họ kiếm thêm tiền từ đầu tư. Nhưng họ nên từ bỏ những thói quen xấu như lãng phí tiền bạc và tiêu tiền vào những thứ vô dụng. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và ngày sinh thì tháng sinh là yếu tố khá quan trọng để quyết định vận mệnh một người. Chẳng thế mà có người sinh nhầm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhầm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận long đong. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hang thông, công danh rộng mở, thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng Giêng tức tháng 1 âm lịch, rơi vào tiết Tân Xuân, dưỡng khí tràn trề sinh khí, nên người tuổi này cũng được hưởng nhiều điều tốt lành. Bạn sống lạc quan, phóng khoáng, thích giao lưu kết bạn, may mắn được quý nhân phù trợ, nên không bận tâm về chuyện cơm áo, tiền bạc. Tuy nhiên, khuyết điểm chính của họ là tuy tính tình chân chất, nhưng có phần hơi bảo thủ, không có chí cầu tiến, không hiếu học, dễ hài lòng với những gì đang có. Nhưng về cơ bản, người này vẫn có phúc khí đầy đủ, cuộc sống sung túc. Niềm vui lớn nhất của người này đó là được tự do, được giao lưu kết bạn, có bạn bè tứ phương. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 2 âm lịch, rơi vào tiết Kinh Trập. Người tuổi này là những người quan tâm đến ngoại hình, sạch sẽ và khiêm tốn. Bạn là người thông minh, hoạt bát, bao dung, nhưng không cho phép mình bị bó buộc trong mọi tình huống.
Đối với họ, tự do là thứ gì đó thiêng liêng, là thứ mà họ luôn tìm kiếm. Đồng thời tính tình của họ cũng có phần xuề xòa và làm theo ý mình. Theo Tử Vi, người tuổi này may mắn được hưởng phúc khí từ tổ tiên, có sự phù trợ của cha mẹ nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong cuộc sống cũng gặp nhiều tai họa khó lường, nhưng may mắn là không quá nguy hiểm. Nhờ có quý nhân phù trợ nên vẫn có thể chuyển nguy thành an vào phút cuối. Vận may của cuộc đời là vô thường, lên xuống thất thường. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 3 âm lịch, rơi vào tiết Thanh Minh, là những người được phúc khí che chở, trời phú cho con người thông minh, lanh lợi, có tài văn chương và cũng rất giỏi điều động. Tuổi này có tình yêu rộng mở, trái tim trung thực và rộng lượng, có nhiều hoài bão và lý tưởng trong cuộc sống, mơ ước cao xa. Những người này luôn nỗ lực hết mình để biến ước mơ thành hiện thực, tuy thành đạt nhưng không khoe khoang, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang xa. Trong cuộc sống họ có nhiều quý nhân, cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn, mọi việc đều dễ dàng, thoải mái, nhân duyên tốt, có tài xã giao, tin tưởng vào bản thân. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 4 âm lịch, rơi vào khoảng tiểu hạ. Trong năm, người tuổi này vất vả khá nhiều, cuộc đời lận đận, phải chịu đựng nhiều khó khăn. Họ có sự nghiệp hanh thông, làm nên chuyện giữ được hòa khí dù gặp nhiều trắc trở, nhưng không vì thế mà nản chí. Ngược lại, càng thêm quyết tâm, luôn giữ được nhiệt huyết và ý chí dương lên. Mọi thứ trong cuộc sống họ đều tự làm, mà không phụ thuộc vào ai. Trước khó khăn họ luôn tự chủ, dũng cảm vượt qua một mình chiến đấu, nên thường gặp dữ quá lành, đạt được điều mình muốn. Nam và nữ mệnh đều rất giỏi kiếm tiền, chỉ là không biết tiết kiệm tiền bạc, thu nhập lên xuống thất thường, không có tích lũy. Nếu không được người thân giúp đỡ, người này thường phải làm việc nhiều hơn bình thường. Nhưng điều này họ rèn cho mình một ý chí mạnh mẽ hơn người, tâm thái bình lặng như nước, không nao núng trước nguy hiểm sắp xảy ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể làm nên sự nghiệp. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 5 âm lịch, rơi vào tiết Mang chủng. Người tuổi này phải chịu trăm ngàn cây đắng khó nhọc trong cuộc đời, phúc khí mong manh, không được cha mẹ, quý nhân phù trợ. Thành công trong cuộc sống là nhờ vào tài năng cũng như sự nỗ lực của bản thân. Họ vất vả ngược xuôi, gây giận tài lộc nên lỡ duyên. Tuy yêu đương từ nhỏ, nhưng thường kết hôn khá muộn. Người tuổi này hoàn toàn có thể có một sự nghiệp rực rỡ, nhưng phải bỏ rất nhiều mồ hôi và nước mắt, phải cố gắng hết sức mình mới có được. Nếu họ thất bại cũng không nản lòng. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 6 âm lịch, rơi vào tiết Tiểu Thử. Hàng năm, người tuổi này không bao giờ đạt đến ngưỡng đại phú đại quý. Người này có tính cách không mềm, cũng không cứng, sống có trách nhiệm, không bao giờ kêu ca, kiên trì đến cùng những việc đã quyết định. Tuy nhiên, số mệnh lại mỏng manh. Những người tuổi này thường phải sống xa gia đình và anh chị em. Trên con đường thành lập nghiệp, họ gặp rất nhiều trắc trở, lúc đầu thất bại liên tục phá sản, phải tự thân kiếm lấy. Sau 50 tuổi họ dần ổn định mà không cần bận tâm. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 7 âm lịch, rơi vào lòng mùa thu, tiết trời không nóng, cũng không lạnh. Tuổi này thông minh hơn người, hiểu biết rộng, học một biết 10. Cuộc sống của người này khá bình lặng, không trải qua đại nạn, luôn nỗ lực để đạt được thành công. Tính cách cao thượng, chí khí và ý chí kiên cường. Người tuổi này có thể dễ dàng sử dụng tài năng của mình để tạo dựng thành tựu trong cuộc sống, thêm quý nhân trợ lực, bản mệnh phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi giành rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 8 âm lịch, tức là Bạch Lộ, trong năm tuổi này có trí tuệ hơn người nhưng về văn chương lại hiếm có quý nhân dẫn đường cũng như bản mệnh nỗ lực không mệt mỏi, nên gặt hái được nhiều thành công cả trong cuộc sống và công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng gió lớn, là người phúc khí, cuộc sống đủ đầy, có tài có đức, được nhiều người yêu mến, kính trọng, cấp trên tín nhiệm đào tạo lớp sau. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 9 âm lịch, rơi vào tiết Hàn Lộ. Người tuổi này vừa có trí thông minh vừa có khả năng xuất sắc, hiếm có một tài năng thiên bẩm. Nếu biết hướng tới một mục tiêu cao đẹp, bạn hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Cuộc sống của tuổi này khá bình thường, bản thân con ngựa không có ý chí, không có lý tưởng lớn lao, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày, không mong cầu tiến gì. Họ có tài năng nhưng họ không muốn làm việc chăm chỉ, phấn đấu không mục đích. Người này cả đời không có quyền lợi gì, chỉ muốn tìm cây cao để dựa. Tuy công việc ổn định nhưng tài lộc không lớn, mỗi khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng. Tuy nhiên,
Nếu biết phấn đấu không ngừng nỗ lực và phát huy hết tài năng của mình, thì tương lai là vô lượng, thành công là không thể diễn tả được. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 10 âm lịch, rơi vào tiết lập đông. Người tuổi này đều là những người anh hùng. Thời trẻ họ phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng họ đều vượt qua được. Cuộc đời của những người này đang xen giữa tốt và xấu, may mắn và rắc rối. Không có sự che chở của người thân hay sự hỗ trợ của quý nhân, mọi việc đều phải phụ thuộc vào sức lực của bản thân. May mắn thay nhờ có nghị lực và ý chí sắt đá, nên họ sẽ là những người tài giỏi nhất. Con giáp này không phải gặp quá nhiều thất bại. Họ là những tấm gương điển hình của những người người tay trắng làm nên cơ nghiệp. May mắn gặp được quý nhân, được an nhàn sung sướng từ trung vận. Người tuổi này rất tiến bộ, dượng phu ích tử, thành công rực rỡ. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết. Số phận của tuổi này giống như màu băng tuyết, khó có được sức sống của mùa xuân. Họ phải tự đi lên đi xuống mà không có sự trợ giúp của người thân, cũng không có quý nhân hỗ trợ. Người này tính tình tốt bụng, lương thiện, gặp nhiều khó khăn về tài lộc luôn cô đơn lẻ bóng. Đến 40 tuổi gặp nhiều may mắn, mùa xuân hoa nở thành công rực rỡ. Bởi vì họ không nản lòng ngay cả trong những tình huống khó khăn và làm mọi cách để thay đổi hiện tại. Ban đầu địa vị xã hội tuy nhỏ, nhưng về sau có thể trở thành doanh nghiệp lớn, gây dựng lại danh tiếng như cây khô mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch, rơi vào tiết Tiểu Hàn. Cuộc sống của những người này có nhiều điều phải lo lắng, nhưng may mắn là gia đình hòa thuận, thuở nhỏ chăm chỉ học hành nên được mọi người kính trọng. Những người tuổi này có ý chí và nghị lực phi thường, luôn cố gắng nỗ lực không ngừng, không ngại khó, không ngại khổ, không sợ thất bại, làm nên cơ nghiệp. Tuy phải chịu nhiều gian khổ nhưng cuối cùng sẽ có cuộc sống an nhàn, đại thành cuối cùng sẽ có phúc báo về con cháu. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này mang tới điềm báo hanh thông về nhiều phương diện cho tuổi Mậu Ngọ, vận khí đang lên, nhưng lúc này bạn hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định từ trước đó, vì khả năng thành công rất cao. Đây sẽ là một tháng vui vẻ cho công việc phía trước của con giáp này. Bạn sẽ được khuyến khích tự tin hơn với các hành động và kế hoạch hiện tại. Các cơ hội tốt đẹp có thể xuất hiện, bạn hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình nhé. Bán mệnh sẽ tràn đầy cảm hứng trong công việc và có thể dễ dàng đương đầu với nhiều thử thách khác nhau. Phương diện tài lộc trong tháng 9 âm lịch này của tuổi Mậu Ngọ cũng sẽ được cải thiện đáng kể, và bạn có thể mạnh dạn đầu tư đa dạng. Trong quá trình đầu tư, bạn phải duy trì lý trí và đừng để bị đánh lừa bởi những lợi ích trước mắt. Hãy chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính, kiểm soát rủi ro để đạt được sự tăng trưởng tài chính bền vững, ổn định và tránh lãng phí không cần thiết. Về chuyện tình cảm trong tháng 9 âm lịch này sẽ đem tới nhân duyên khá dượng, giúp con giáp này có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc. Bạn có mối quan hệ ổn định với nửa kia, khi cả hai luôn thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau, người độc thân cần phải chủ động hơn mới không bỏ lỡ nhân duyên của mình. Tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của bản mệnh không có gì phải lo lắng, nhưng cần tránh tiếp xúc với vật sắc nhọn để tránh bị thương. Việc duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống đầy đủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi cho tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy rằng công việc của người tuổi Mậu Ngọ tháng này có nhiều khởi sắc. Cục diện tam hợp báo hiệu bản mệnh sẽ gặp được nhiều cơ may trong những lĩnh vực mới mẻ, hứa hẹn sẽ có nhiều điều vô cùng hấp dẫn. Đây là lúc bạn nên làm mới mình, tìm ra đam mê và làm những công việc thực sự phù hợp với mình, bởi vận khí đang lên. Nếu không nhân lúc này để tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định từ trước đó thì rất dễ bỏ thành công. Những tín hiệu tích cực khuyến khích con giáp này tự tin hơn với các hành động và kế hoạch hiện tại. Các cơ hội tốt đẹp có thể xuất hiện, bạn hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình nhé. Bạn sẽ tràn đầy cảm hứng trong công việc và có thể dễ dàng đương đầu với nhiều thử thách khác nhau. Đôi khi vẫn còn một vài khó khăn nhất định nhưng không đáng kể. Bản mệnh có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Dù vậy,
bạn cũng không nên kiêu ngạo xem thường người khác, vì bạn còn cần tới sự hỗ trợ, giúp đỡ của rất nhiều người đấy. Môi trường làm việc của tuổi Mậu Ngọ trong tháng này cũng khá thoải mái, tạo điều kiện cho con giáp này phát triển sự nghiệp và chuyên môn của bản thân. Bạn chắc chắn sẽ tạo ra những kết quả rực rỡ, nhưng bạn phải cảnh giác với việc ai đó gieo rắc mối quan hệ bất hòa. Tuy nhiên, điều mà bạn nên chú ý trong tháng này là mặc dù công việc không mấy bận rộn, thì cũng đừng làm những việc không liên quan đến công việc tại công ty, kẻo để lại ấn tượng xấu với cấp trên và tạo điều kiện cho tiểu nhân soi mối thị phi. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, tài vận của tuổi Mậu Ngọ cũng sẽ được cải thiện đáng kể và bạn có thể mạnh dạn đầu tư đa dạng. Trong đó nguồn thu chính chủ yếu đến từ việc tăng lương, tăng thưởng. Đây có lẽ là thành quả mà bạn xứng đáng nhận được sau những ngày tháng làm việc cật lực hết mình. Người làm công ăn lương nên tranh thủ gia tăng thu nhập, có thể là kiếm việc làm thêm, tuy cũng vất vả, nhưng lại cải thiện được thu nhập và thỏa mãn đam mê của mình. Tài chính trong tháng được cải thiện, con giáp này có thể dành một khoản để mua sắm những thứ mà mình thích, phần còn lại có thể tiết kiệm phòng khi sau này cần dùng đến. Trong quá trình đầu tư, bạn phải duy trì lý trí và đừng để bị đánh lừa bởi những lợi ích trước mắt. Hãy chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính, kiểm soát rủi ro. Để đạt được sự tăng trưởng tài chính bền vững, đặc biệt khi phải đưa ra lựa chọn kinh doanh, bạn phải giữ thái độ bình tĩnh, khách quan để có thể đưa ra những chiến lược đầu tư sáng suốt. Bản mệnh cũng nên chú ý sắp xếp thời gian hợp lý để tránh khối lượng công việc quá lớn, có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Nhìn chung, trong tháng 9 âm lịch này, cơ hội đầu tư rất nhiều, nhưng bản mệnh phải lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng vội vàng quyết định bị khi chưa tìm hiểu rõ về nó. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, nhờ có tam hợp chống lưng, nên con đường nhân duyên của tuổi Mậu Ngọ nở rộ, bản mệnh liên tục được gặp gỡ và trò chuyện mở rộng mối quan hệ của mình. Dù là trong công việc hay trong chuyện tình cảm cá nhân, người độc thân sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc với người khác giới, kể cả là người mà bạn có cảm tình. Đối phương cũng bật đèn xanh chờ sẵn, chỉ chờ con giáp này nhận ra mà thôi. Khi tới những nơi có nhiều người khác giới, bạn sẽ trở thành tâm điểm chú ý và rất có thể sẽ lọt vào mắt xanh của một người nào đó. Bạn cần phải chủ động hơn mới không bỏ lỡ nhân duyên của mình. Với những người đã có gia đình, bạn nhận được sự thấu hiểu từ nửa kia của mình. Vì thế, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và tâm sự với đối phương những khó khăn mà mình gặp phải trong cuộc sống, tin rằng nửa kia sẽ cổ vũ, động viên bạn và đưa ra cho bạn những định hướng hữu ích. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ không có gì phải lo lắng, nhưng bản mệnh chú ý cần tránh tiếp xúc với vật sắc nhọn để tránh bị thương. Thể chất luôn ở trạng thái sung mãn, không có điều gì có thể làm khó hay ngăn cản bước chân của bạn tiến lên phía trước để giành lấy mục tiêu cuộc đời. Dù vậy, việc duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống đầy đủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Bản mệnh cần duy trì giấc ngủ đầy đủ và lịch trình đều đặn để tránh làm việc quá sức và căng thẳng. Đồng thời, hãy có một chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện phù hợp cũng có thể giúp nâng cao thể lực và khả năng miễn dịch cho bản mệnh. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Ngày mùng 3 tháng 9 âm lịch. Ngày này đầu óc bản mệnh linh hoạt, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh và tình huống xảy đến. Ngày này cũng rất thích hợp để bạn ưu tiên xử lý những công việc khó, để tranh thủ lúc đầu óc minh mẫn và sáng suốt, việc tập trung cũng tốt hơn. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Ngày này bản mệnh gặp may mắn về tài lộc, đặc biệt là các khoản thu ngoại luận từ công việc tay trái hay trúng thưởng hoặc được nhận qua. Trong một ngày đã dựng tại thế này, bạn cũng có thể tranh thủ tiến hành các kế hoạch đầu tư kinh doanh mà mình ấp ủ từ lâu. Đôi khi lưu một chút lại giúp bạn nhận được khoản lợi nhuận vô cùng hậu hĩnh đấy. Có cầu liệu ăn nhiều mà. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Ngày này tinh thần của bạn hăng hái và nhiệt tình, sẵn sàng lao mình vào mọi việc, năng suất được cải thiện rõ rệt, nên dễ dàng hoàn thành tốt công việc,
bạn có thể sẽ được cấp trên đánh giá cao với biểu hiện xuất sắc. Ngày 12 tháng 9 âm lịch, đây là một ngày dưỡng tài nên bạn chớ bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền trong ngày này nhé. Bạn sẽ có thu nhập tốt, việc hợp tác làm việc chung với người khác, dễ thấy thành quả hiện hữu. Ngày 17 tháng 9 âm lịch, ngày này vận khí lên cao, mưu sự dễ thành, bản mệnh cần có sự chủ động để không bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Ngày này bạn cũng có thể tranh thủ học hỏi kinh nghiệm, mở rộng tầm nhìn khi làm việc chung với người có năng lực bên cạnh. Điều đó sẽ rất hữu ích cho sự phát triển sau này của bạn. Ngày 18 tháng 9 âm lịch, ngày này các nguồn đầu tư có cơ hội thu về, tài khoản nhảy số liên tục, một vài khoản vay mượn cũng được hoàn trả đúng thời hạn, tài sản tích lũy ngày càng tăng lên, bạn có thể thở vào nhẹ nhõm. Ngày 19 tháng 9 âm lịch, ngày này thích hợp để mưu sự, bản mệnh hãy mạnh dạn tiến hành các kế hoạch trong công việc, cấp trên sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác xưa và trao cho bạn những trọng trách đúng với năng lực. Đó là thách thức không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn bứt phá. Ngày 21 tháng 9 âm lịch, với tính cách hài hước và hòa đồng, ngày này bạn sẽ có cơ hội được thể hiện và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, giúp khuấy động bầu không khí rất nhanh. Nhờ đó các mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn. Rất có thể bạn sẽ gặp được quý nhân và được đối phương dẫn dắt. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình và ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Tuần này có thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Mậu Ngọ có thể kiếm được một khoản tiền lương và tiền thưởng kha khá nhờ các công việc tay trái của mình. Nếu đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua, thì đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả. Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng số tiền ấy một cách hợp lý, vào những công việc thực sự cần thiết, chớ tiêu xài hoang phí, kẻo có thiên rồi cũng trả đĩa. Tuy nhiên, trong tuần này thổ khắc thủy cho thấy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Đừng vì quá bận rộn với công việc mà lờ đi cảm xúc và suy nghĩ của người ấy, khiến người ấy phải gánh vác mọi trọng trách trong nhà. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Thương quan báo hiệu tuần này là một tuần chẳng hề may mắn đối với người tuổi Mậu Ngọ. Bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với cấp trên, bạn nên có cách giải quyết vấn đề khéo léo để quan hệ đôi bên không thêm phần căng thẳng, công việc trở nên bế tắc. Một số người gặp khó khăn trong công việc, đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi bỏ cuộc thì mọi công lao của bạn sẽ đổ sông, đổ bể. Hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để mình rèn luyện bản thân, nhận ra tiềm năng của mình. Tuần này quả sinh thổ, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình, đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Tuần này các tình thiên ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Mậu Ngọ. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh. Hầu hết các kế hoạch, dự định của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi tuần này bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình nhé. Tuần này một khí dưỡng có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe cho con giáp này, nhất là những người có tiền sử bệnh về gan. Bạn nên xây dựng chế độ sinh hoạt ăn uống lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi điều độ để giảm gánh nặng cho gan. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Tuần này là một tuần trôi qua thật nhẹ nhàng đối với người tuổi Mậu Ngọ. Khi bạn có thực thần nâng đỡ để làm việc gì cũng dễ dàng trôi chảy. Phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn có nhiều khởi sắc tích cực. Các mối quan hệ được tích lũy từ trước tạo cơ hội cho bạn phát triển. Bản mệnh nên tận dụng những gì mình đang có để làm hậu thuẫn cho con đường công danh sự nghiệp của mình. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập cũng sẽ được tăng lên đáng kể.
Đây là thời gian khá may mắn của con giáp này. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tuần này thổ mộc dung khắc bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những ý kiến bất đồng. Nếu cứ một mực giữ suy nghĩ của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương, thì vấn đề sẽ chẳng thể nào được giải quyết. Hãy học cách hạ cái tôi cá nhân của mình xuống. Tiếp theo là cẩm nang dượng dận cho tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết công việc có nhiều khởi sắc, tài vận được cải thiện đáng kể, bản mệnh có thể mạnh dạn đầu tư đa dạng. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu tím. Con số may mắn 59, 42 và 36. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dượng lộc, thu hút may mắn, về tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tý. Về phương diện kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tý có thể tạo nên một cặp ăn ý một khi họ chấp nhận sự khác biệt của nhau. Tuổi Tý có con mắt nhìn xa trông rộng nên họ hoạch định chiến lược cực tốt. Tuổi Mậu Ngọ không có tầm bao quát nhưng một khi đã có định hướng rõ ràng, họ triển khai rất hiệu quả. Họ hoàn toàn có thể kết hợp làm ăn lâu dài, miễn là người tuổi Mậu Ngọ không đứng núi này trông núi nọ. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Sửu. Khi là đối tác kinh doanh, hai hành tinh này thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào con đường mà tuổi Mậu Ngọ chọn, bởi tuổi Mậu Ngọ luôn thay đổi và có nhiều hướng đi. Tuy vậy, tuổi Mậu Ngọ khá chăm chỉ, điều này khiến tuổi Sửu đánh giá rất cao. Họ sẽ kết hợp rất ăn ý khi tuổi Sửu ủng hộ và đi cùng đường với tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Dần. Về phương diện kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Dần có thể hợp tác tốt. Họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên, trong công việc, người tuổi Dần nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Mậu Ngọ, vì họ rất dễ nhảy việc. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Mão cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Mậu Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt, nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc. Còn tuổi Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững, bởi vậy, rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Thìn. Trong làm ăn, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Thìn sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Mậu Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn. Chính người tuổi sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi Thìn thì may mắn trong kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ lại có tài làm ăn, họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tỵ. Nếu hợp tác làm ăn, đôi bạn này có thể sẽ không cặp với nhau lâu dài. Tuổi Mậu Ngọ cả thèm chóng chán, bất kể ai thân thiết cũng có thể nhận thấy rõ điều này ở họ. Họ sẽ lao phăm phăm vào công việc khi mọi thứ còn mới mẻ, nhưng đừng chờ đợi sự hào hứng đó trong khoảng thời gian dài. Rõ ràng tuổi Mậu Ngọ sẽ thấy tuổi Tỵ có phần nhạt nhẽo vô vị, trong khi tuổi Tỵ bực mình vì sự thờ ơ, thiếu tập trung của tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Ngọ. Nếu hợp tác làm ăn, họ sẽ phải cam kết ràng buộc rõ ràng ngay từ đầu, bởi tuổi Mậu Ngọ rất chăm chỉ và thông minh, chẳng khó khăn gì để công việc của họ phát triển. Nhưng họ cũng dễ thay đổi mục tiêu. Một công ty được hai người tuổi Ngọ làm chủ sẽ rất năng động, vui vẻ và rộn tiếng cười. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Mùi. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Mùi sẽ là người đứng đầu, vì con giáp này thích công việc quản lý. Tuổi Mùi suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì Mậu Ngọ có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là tuổi Mùi. Mậu Ngọ với tuổi Thân. Nếu hai con giáp này làm ăn chung, họ có thể cần một đối tác thứ ba duy trì sự gắn kết và ổn định. Tuổi Thân thường bận rộn với những việc riêng, trong khi tuổi Mậu Ngọ thì mãi miết làm. Khi thấy đối tác thiếu nghiêm túc, họ sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu lập công ty chung, doanh nghiệp của họ rất năng động,
nhiều tiềm năng nhưng không ổn định, khi có mâu thuẫn sẽ chẳng có ai chịu nhượng bộ ai. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Dậu, khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Dậu có khả năng quản lý tài chính, sự thông minh vốn có khiến người tuổi Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Dậu khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hướng tuổi Mậu Ngọ làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng, điều này làm tuổi Dậu rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tuất, nếu là đối tác trong kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tuất sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của tuổi Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của tuổi Mậu Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Hợi, trong kinh doanh cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ, nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Tuổi Mậu Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt, nhờ khả năng quản lý và bao quát công việc, còn tuổi Hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, tuổi Hợi sẽ rất tích cực, là hậu phương vững chắc của tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi Mậu Ngọ. Quý khán giả thân mến, trong một bài thơ của Lưu Vũ Tích có câu: đồng nắng chiếu tay mưa rào bão vô tình, đấy biết ba là tình. Nếu như bạn vui vẻ, thế giới trong mắt bạn sẽ trở nên vô cùng đáng yêu. Nếu như bạn đau khổ, thế giới trong mắt bạn sẽ trở nên u ám. Vì vậy, có những lúc bạn cảm thấy cuộc sống không suôn sẻ, đừng quá lo lắng. Cuộc sống chính là quá trình rèn luyện. Trải qua những phong ba bão táp, có ánh sáng thì cũng sẽ có bóng tối, có núi cao thì cũng có vực sâu. Và tất nhiên thăng trầm cũng chỉ là một trạng thái hết sức bình thường. Đức Phật dạy khi gặp khó khăn, khái niệm hai câu chú này tự nhiên may mắn sẽ đến. Một là học cách chịu đựng sự sỉ nhục khi mọi việc không như ý muốn. Chúng ta có thể thầm nói: tôi muốn học cách chịu đựng sự sỉ nhục. Đây là câu thần chú giải trừ khó khăn. Nhẫn nhục là một trong năm phương pháp tu tập của Phật giáo. Nhẫn nhục có thể giải quyết được hầu hết những phiền toái trong cuộc sống. Sỉ nhục là gì? Tại sao phải chịu đựng? Nhiều người hiểu sai điều này. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những kẻ hung ác hay những người ăn ở trái ngược với giá trị của mình và sống khó hòa hợp. Dùng một từ ngữ nhà Phật để miêu tả thì đó là oán hận. Bạn càng ít quan tâm đến ai đó thì người đó sẽ càng quấy rầy bạn. Khi gặp phải tình huống này, chúng ta cần học cách chịu đựng sự sỉ nhục. Chịu đựng sự sỉ nhục không phải là nuốt cơn giận hay phục tùng. Nhiều người hiểu sự sỉ nhục là bao dung một cách mù quáng. Trên thực tế, chịu đựng sự sỉ nhục không giống như nhẫn nhịn, cũng không đơn giản chỉ là kềm nén sự oán giận trong lòng. Điều Phật giáo nói về sự khoan dung là chúng ta cần học cách giải quyết oán giận đúng đắn. Nếu nuốt cơn giận và đối mặt với sự tổn hại do người khác gây ra cho mình, thì đó không phải là lòng khoan dung mà là dấu hiệu của sự hèn nhát, kém cỏi. Khoan dung không phải là hành động yếu đuối, không thể chống cự, mà là chúng ta có khả năng chống cự, nhưng chúng ta vẫn lý trí để có thể tìm ra những cách giải quyết vấn đề tốt hơn. Giải quyết mọi vấn đề một cách bình tĩnh, khéo léo, với thái độ không vướng mắc, không kiêu ngạo. Khoan dung không phải là chịu đựng sự tổn hại, mà là dùng trái tim mạnh mẽ của chính mình để giải quyết mọi tác hại từ bên ngoài. Khoan dung là phương tiện để bảo vệ chính mình mà không làm tổn hại đến người khác. Chịu nhục là chịu nhục nhất thời và mưu cầu thành tựu to lớn, lâu dài. Nhẫn là có nguyên tắc nhẫn mà không làm gì là hèn nhát. Khoan dung không phải là trừng phạt lỗi lầm của người khác, mà là luôn quan sát xem hành động của mình có tạo nghiệp xấu hay không. Nhẫn nhục là một loại trí tuệ. Đức Phật thường nói, hiệp chỉ có thiện nghiệp mới giải quyết được. Đối phó ác nghiệp bằng ác nghiệp cũng như đổ thêm dầu vào lửa. Hai là học cách để không bị ràng buộc. Hầu hết những điều khiến chúng ta không hạnh phúc trong cuộc sống đều đến từ thế giới bên ngoài hoặc từ trái tim của chúng ta. Những điều đến từ bên ngoài thì chúng ta có thể giải quyết bằng sự kiên nhẫn, còn những điều đến từ bên trong thì đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh trái tim mình để thích ứng. Phật dạy về lời sỉ nhục có nói, ngoài việc học cách chịu đựng sự sỉ nhục, chúng ta cũng phải học cách không dính mắc vào mọi thứ. Nhiều người đã hiểu lầm về sự không bị ràng buộc. Một số người coi sự không bị ràng buộc là không theo đuổi bất cứ điều gì và đối xử tiêu cực với cuộc sống bất cần đời, ăn chơi lêu lỏng,
Sự không bị ràng buộc thực sự đòi hỏi chúng ta không được dính mắc vào những gì mình thích và không thích. Học cách kiên trì trong những điều nên kiên trì và học cách buông bỏ những gì nên buông bỏ. Chúng ta phải học cách kiên trì với những điều có lợi cho mình, học cách buông bỏ những điều có hại cho mình kịp thời. Sự vô chấp thật sự đòi hỏi chúng ta phải học cách không tham lam hay chối bỏ bất cứ điều gì. Khi duyên khởi thì tâm bất động, khi duyên tan biến tâm bất động. Kiên trì có nghĩa là nắm lấy cả hai đầu. Trong khi không bị ràng buộc, đòi hỏi chúng ta phải luôn duy trì con đường chung. Trên đây là tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.